Kính chào bà con và các bạn. Mở đầu chương trình đồng hành cùng nhà nông hôm nay của Đài Bình Thuận sẽ là những thông tin về mô hình nuôi cá nước ngọt ở huyện Hàm Tân và cách phòng trừ bệnh cho đàn cá. Bà con nông dân xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân hiện đang mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, mang lại kết quả khả quan. Đây là địa phương có địa hình đất đai đa dạng và nhiều ao hồ bào nước, vùng trũng, thuận lợi cho việc khai thác phát triển nghề này. Toàn xã Thắng Hải hiện có trên 150 hộ nuôi trồng thủy hải sản với diện tích mặt nước trên 70 hectare. Hộ nuôi ít nhất là 200 mét vuông, nhiều nhất là 5.000 mét vuông. Bà con ở đây chủ yếu là nuôi cá mú, tôm sú, cua và cá nước ngọt. Theo hình thức bán thăm canh ít gặp rủi ro với mức thu nhập từ 60 đến 80 triệu đồng một hectare một vụ. Theo các nhà chuyên môn, các hộ nuôi cần lưu ý ngăn ngừa những bệnh thường gặp cho cá nhằm đảm bảo năng suất và hiệu quả kinh tế. Bà con nên vệ sinh ao nuôi mỗi vụ, dọn sạch cỏ, vét bùn đáy ao và rải vôi để diệt mầm bệnh và ổn định độ pH trong ao nuôi. Chọn những loại cá nuôi phù hợp với điều kiện môi trường tự nhiên với địa phương của mình. Chất lượng con giống phải đảm bảo sạch bệnh và không bị dị tật. Hộ nuôi nên thả cá giống đúng mật độ từng loại cá, mật độ thích hợp nhất là 5 đến 10 con một mét vuông nhằm cho cá nhanh lớn và ít gặp dịch bệnh. Chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, cho ăn phải đạt yêu cầu định lượng, định chất, định vị trí, định thời gian để đảm bảo cho đàn cá khỏe mạnh và ít bị nhiễm bệnh. Trong quá trình nuôi nên phòng bệnh cho cá định kỳ 1 tuần 2 lần, trộn vitamin C vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho cá. Bà con áp dụng đúng cách làm trên có nhiều khả năng hạn chế dịch bệnh xảy ra trên cá. Thưa bà con và các bạn, nghề nuôi cá tra phát triển mạnh ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và mang lại lợi ích kinh tế cho bà con nơi đây. Điển hình là tỉnh Cần Thơ hiện đang nuôi trên 1.000 hectare cá tra, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong chương trình đồng hành cùng nhà nông kỳ này của Đài Bình Thuận, chúng tôi chuyển đến những kinh nghiệm nuôi cá tra của các hộ nuôi ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ để bà con tham khảo và áp dụng vào nuôi thử nghiệm. Nếu thành công thì nhân rộng mô hình nhằm đa dạng hóa vật nuôi ở tỉnh nhà. Xin chào anh Bạc, xin chào anh Sơn. Hôm nay phóng viên Đài Bình Thuận đến đây tìm hiểu cái mô hình nuôi cá tra của địa phương mình. Thì tôi xin hỏi anh là cái phong trào nuôi cá tra ở đây nó phát triển được khi nào? Thì ở đây thì như từ 2007 lên đây thì chắc có thể là như ở nông trường sông Hậu. Thì như là nuôi chắc có thể được đó nè. Thì trong cái khoảng là như là xuất nhập khẩu thì nó thị trường nó ổn định thì bà con trong nông trường thì thấy anh em nào cũng nuôi cá tra cũng thấy ổn định. Nông trường này thì chắc có thể như 100 người nuôi, 100 hộ dân nuôi ở đây, mà như hiện bây giờ thì giá cả thị trường nó ổn định thì chắc có thể bà con thu nhập chắc có thể khá hơn là cái đoạn trước đó nữa. Xin cảm ơn anh Bạc. Xin hỏi anh Sơn là cái để mà nuôi cá tra thì đòi hỏi cái môi trường nước cũng như môi trường thời tiết ở đây nó như thế nào thưa anh? Nói chung ra thì mình nuôi cá tra đây thì cái thời tiết thì nó ổn định phải không, mà cái môi trường nước thì mình cần cái nước nó sạch sẽ. Ao nó trong quanh cỏ gác nó trống thoáng mát, nước ra vô cho nó ổn định của nước, cho nước nó thông phương nước sạch thì cá tra nó phát triển tốt. Như anh Sơn nói là cái nguồn nước nuôi cá tra phải là đảm bảo trong sạch và vô ra thường xuyên, như vậy thì ở ao nuôi anh thì anh thiết kế ao bờ như thế nào? Thì ao thì cho nó lên cao, nhìn mặt nước mình phải là cho nó đủ lượng mặt nước. Thì đó mình xử lý giờ cho nó miễn mà cái ao hồ nó có ao nhiễm, mà mình với cái đường sau hậu mình nó phải là có một cái ngánh thoát nước ra ở ngoài này, mình bơm nước mới vô chứ có thể mình xử lý là nó ổn định hơn. Như vậy thì hệ thống thoát nước vô ra như vậy thì mình làm sao để cho cá nó khỏi thất thoát ra ngoài? Nhưng cá nó khỏi thất thoát thì chắc có thể là mình coi theo dõi con cá. Dựa dưới nguồn nước mình xử lý là có thể định kỳ mỗi ngày là mình theo dõi nước coi nó có thay đổi hay biến chứng cả nào rồi mình mới là xử lý cho mình mới thay nước được, chứ không phải là đương nhiên là nhé. Mà bờ bực thì phải ngon lành, trống trải, thoáng mát. Như vậy thì theo thông tin của anh Sơn cho biết là mình phải xây bờ cao, thoáng trải, thoáng mát, và như vậy thì cái để mà nuôi cá tra như vậy thì cái bờ mình phải xây như thế nào cho nó hợp lý vậy thưa anh Sơn? Thì mình cũng múc cái bờ lên sáng mới khi múc cái bờ lên cho nó cao. Cái nước mặt nước độ sâu nước khoảng 1 mét 1,5 mét là nước độ nước sâu của cá nó mới thoáng cá được, nó mới rồi cái môi trình nuôi thì mình phải cái đường vô nước ra, cái mình bơm nước vô mình tháo nước ra liền chứ không có mình để giữ nước trong vô là thế gì. Như vậy thì mực nước mình nuôi cá tra thì đảm bảo bao nhiêu thì nó phù hợp? Thì khoảng 1,5 mét 1,7 mét là nó làm cá tra mình nó thoáng mát. Thưa anh Bạc, như vậy thì để nuôi cá tra như vậy thì người ta chọn giống như thế nào ạ, và người ta thả mật độ bao nhiêu là phù hợp thưa anh?
Thì như tôi đó thì trước mắt thì như tôi là tôi thả là có thể là 1 hecta, thì tôi thả là 300.000 con, lúc đó là bắt giống là 300.000 con, giống thì nó khoảng 1 phân, giờ tôi nuôi khoảng chừng 2,5 tháng đến 3 tháng trở lại thì chắc có thể là tôi xuất ra là nó được 2 phân. Cái nguồn giống cá thì nó mình mua ở đâu cho nó đảm bảo được? Thì đó mình phải chọn công ty, mình mua công ty nó bảo đảm hơn, có người dân ngoài ta nuôi. Hiện nay cũng có nhiều hộ mua cá ngoài nuôi lắm nhưng mà không đạt bằng của công ty, tại công ty nó sạch bệnh hơn. Mình thấy mà ăn lâu dài, cái kinh nghiệm của công ty thì mình thấy là tốt đẹp hơn. Thưa anh Bạc, như vậy thì thức ăn cho cá tra là thức ăn gì và liều lượng cho ăn ra sao để cho cá mau phát triển thưa anh? Thì tôi lấy thức ăn của công ty đó, thì thức ăn tổng hợp đó thì tôi cho ăn là từ cái đoạn đường 1 phân mà tới 1 ly. Cá 1 phân thì tôi cho ăn 1 ly, là cái nó lên tới cá 2 phân thì nó 2 ly, 2 ly rưỡi, hoặc là 3 ly trở lại là tới tôi xuất bán luôn đó. Như anh Bạc nói thì thức ăn đó là mình đã biết rõ rồi, đó là thức ăn chế biến sẵn và mình cho ăn nó đúng theo liều lượng thì mau phát triển. Như vậy thì kinh nghiệm của anh cho thức ăn cho cá ăn như thế nào ạ? Trong ngày mình cho ăn khoảng 2 cưỡi, là mình cho nó ăn sáng chiều. Như vậy thì cá ở dân còn nhỏ thì mình cho ăn ra sao, mà khi cá lớn thì mình cho ăn tăng liều lượng thức ăn như thế nào? Nếu cá nhỏ thì mình cho ăn ngày 3 cử, còn cá lớn mình giảm lại ngày 2 cưỡi, còn lên cá bự nữa thì mình cho ăn ngày 1 cưỡi. Mình nuôi cá tra như vậy thì nó hay gặp dịch bệnh như không anh, và mình phòng bệnh nó như thế nào? Thì theo cái đoạn đường thì lúc mà từ 1 phân lên thì mình có theo dõi như là hoặc là đỏ lườn, đỏ đuôi, đỏ kỳ hoặc là phù đầu gì đó thì mình nuôi thuốc trị. Thì trị cái đoạn đường mình trị thì rất có thể là theo định kỳ là một tuần là mình xử lý 1 lần. Sau đó là miễn mà thấy nó im luôn á thì nó im luôn á thì mình thấy là như thay nước hoặc là mình bớt nước ra hay là cách thức cho nó ổn định con cá lại là mình cho ăn tiếp tục nữa. Kinh nghiệm mà phòng bệnh cho cá thì của anh như thế nào? Thì cũng như mình theo dõi mình cho ăn á, mình cho ăn hàng ngày, theo dõi con cá hàng ngày cho mình coi nó yếu ăn thì mình lấy xử lý thuốc liền. Coi nó chứng bệnh gì, cái nó nổi hoặc là mình coi chứng bệnh theo cá. Chứ mình câu cá mình mới biết bệnh được, chứ không mình đâu có biết bệnh được. Nhưng mà thường cá tra thì nó bệnh gì điển hình nhất? Nó giờ thấy nó đỏ kỳ chứ nó phù đầu rồi mà, chứ nó đỏ mang rồi đó. Nếu mà nó xảy ra những bệnh đó thì mình phòng ngừa thế nào? Mình mua thuốc về mình tạt chứ mình trộn cho nó. Thưa anh Bạc, như vậy thì nuôi cá tra mình xử lý môi trường nước như thế nào để cho cá nó ít dịch bệnh hơn thưa anh? Thì lúc mà đoạn đường mình muốn xuống giống thì mình phải là bơm nước vô, mình xử lý rồi tạt thuốc xong hết mình mới là 3 ngày mình mới thả cá, thì lúc đó là nó ổn định cá mình tốt hơn. Nuôi cá mà mình chăm sóc tốt đúng quy trình của nó, như là cho ăn đúng liều lượng, phòng bệnh cá cho tốt, như vậy thì cái mình nuôi như vậy thì cái khả năng năng suất nó như thế nào? Chung trong 100.000 con nếu mà nó mạnh khỏe thì thu hoạch khoảng từ 40 đến 60 triệu đó, 40-60 là triệu đồng đó, là trên 100.000 con. Thưa anh Bạc, như vậy thì hiện nay anh nuôi diện tích là ao nuôi là bao nhiêu và khả năng thu nhập ra sao thưa anh? Thì tôi nuôi 3 hecta đó thì nói chung thì cái khoảng là nuôi tới từ 2 phân đó thì thu nhập khoảng là trong 3 hecta đó thu nhập khoảng 180 triệu. Trừ chi phí thì mình còn lãi khoảng được nhiêu anh? Trừ chi phí giờ thì chắc mình được khoảng được 100 đến 120. Ở Bình Thuận có khả năng là nuôi được cá tra không thưa anh sao? Theo chung tôi được biết thì trong Bình Thuận thì cũng chắc đã được, nhưng mà mình phải bảo đảm là cái nguồn nước mình cho nó thoáng mát, nó sạch sẽ, thấy cá tra cũng dễ nuôi, chúng mình thấy cái lẽ mình tự nuôi được. Theo kinh nghiệm của anh Bạc nuôi cá tra bao nhiêu năm nay thì anh có thể cho biết là ở Bình Thuận có thể nuôi được cá tra này không ạ? Thì nói chung thì như ở Cần Thơ nuôi được, thì cái thời tiết thì nó ở ngoài thì nuôi cũng như Bình Thuận này nuôi cũng được thôi, mà bây giờ mình thử cái điểm nó nhỏ trước đi, 1 hecta 2 hecta đó, sau này đó thì miễn mà thị trường nó ổn định thì mình cứ lan tràn mà nuôi, rồi bất cứ cho cái điểm nào mình nuôi cũng vẫn được bình thường. Tôi được biết là cá tra hiện nay xuất khẩu nước ngoài không nè. Như vậy thì nếu mà bình dân Bình Thuận nuôi mà mình có thể bán trên thị trường nội địa được không ạ? Nói chung thì được, tại vì mình sợ cái mình nuôi thôi chứ cái đầu ra thì dễ ra, tại vì cái đầu tư công ty đầu tư mình mà. Thì ra được, mình bán liên hệ mình bán rất được, giờ ra rất là dễ. Mà nếu mà nuôi cá tra mà không có được công ty đầu tư thì mình có thể tiêu thụ được không? Mình tiêu thụ vẫn được, nhưng mà mình tại cái vốn đầu vốn mình á thì nó ra cá bột á thì mình nặng. Mua cái giống á, người ta mua của công ty. Hy vọng rằng những cái kiến thức của các anh đem lại cho nông dân Bình Thuận sẽ bổ ích và áp dụng nuôi được cá tra trên vùng đất Bình Thuận. Xin cảm ơn anh. Chương trình đồng hành cùng nhà nông hôm nay của Đài Bình Thuận đến đây là hết. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.